Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 1: Từ chính thất biến thành di nương. Trầm Vân Khanh nhấc váy chạy tiến trong viện, mặc kệ bà Vũ già ở phía sau ngăn trở, vọt vào trong viện. Đây là sân chủ mẫu của hầu phủ, là nơi mà phu nhân hầu phủ ở, cũng từng là nơi nàng ở trong nửa năm khi đó, tất cả những người trong viện khi gặp nàng đều đồng loạt hô một tiếng phu nhân, chứ không giống hiện tại chừng mắt gắt gao ngăn nàng lại, ở trên người nàng kéo lôi, nheo đánh. Bắt đầu từ hai tháng trước, nàng đã không còn là phu nhân của hầu phủ nữa, chỉ là một di nương ti tiện, cho dù là một đại nha hoàn trong phủ, cũng có mặt mũi thân phận hơn nàng. Trầm di nương, người đừng làm khó chúng tôi, phu nhân đã dặn, không có sự cho phép của phu nhân. Di nương không được tiến vào sân. Một ma ma hung hăng ôm lấy thắt lưng của Trầm Vân Khanh, ngón tay âm thầm cấu mạnh vào bên hông nàng. Từng đợt nhói đau từ hông truyền đến, Trầm Vân Khanh cắn chặt răng căn, đối với bên trong hô lớn, phu nhân, phu nhân, mong người cho phép tôi, tôi có chuyện muốn tìm người. Ai dám cãi vã ở đây vậy? Một đại nha hoàn mặc áo sắc tươi sáng, viền áo bên ngoài màu xanh nhạt, bên dưới là quần lụa màu ánh trăng, mái tóc đen được búi gọn gàng, tất cả đều biểu hiện là một nha hoàn rất được sủng ái. Mà mà vừa thấy nàng, lập tức cười làm lành nói, tuyết lan cô nương, là trầm di nương muốn gặp phu nhân. Một di nương nho nhỏ, mà dám xưng tôi ở trước mặt phu nhân, quy tắc của hầu phủ chỉ để bài trí thôi sao? Ba một tiếng, một bạt tai đã rơi đến trên mặt của nàng, tuyết lan đứng ở trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn trầm vân khanh chính là nữ nhân này, kiên trì không cho phép hầu gia nạp nàng ta làm thông phòng, chặt đứt con đường phu quý của nàng ta, may mà nàng ta đầu nhập minh chủ khác, mới có địa vị thông phòng như hôm nay. Trầm Vân Khanh gắt gao cắn chặt răng, nuốt vào cửu hận, trong lòng cứ mãi mặc niệm, nàng còn muốn cứu cha mẹ ra khỏi trốn mục lao, không thể tức giận, cho dù ủy khuất đến đâu, cũng phải nuốt vào. Đợi sau khi nội tâm bình tĩnh, ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Tuyết Lan, liền tiếp tục nhìn về phía cửa phòng hô, phu nhân, phu nhân. Cầu ngài, nô tỳ biết ngài đang ở. Sao thế này, trời lạnh như cắt mà còn có người không thể sống yên ổn nữa à? Một thanh âm truyền ra, ở bên trong nghe diễn đủ, vì ngừng từ rốt cục chậm rãi thong thả bước ra, một thân váy dài thiêu hoa phủ dung đỏ thẫm, khoác áo choàng đỏ, trong tay ôm ấm lô, dáng vẻ tràn đầy quý phái nhìn nữ nhân đứng trên bậc thang trong đầu trầm vân khanh nhớ lại hai tháng trước phụ thân bởi vì thuốc nhuộm có vấn đề phải vào lao mục nàng đã cầu khẩn hết mọi người chung quanh chỉ có đi cầu vi ngưng tử huynh trưởng của nàng ấy từng bước thăng chức hiện tại đã là cận thần của tân hoàng khi đó biểu tỷ vẫn là tiểu thiếp của hầu phủ cười nói với nàng nàng ấy chỉ là một di nương nếu giúp cha mẹ chủ mẫu không quá thích hợp nếu là chủ mẫu giúp di nương thì đó sẽ là hợp tình hợp lý hơn. Một câu này đã khiến Trầm Vân Khanh do dự vài ngày, rốt cục không thể chống lại những tin tức không ngừng truyền đến rằng phụ thân đang chịu khổ ải, tự nguyện từ thê biếm làm thiếp, mà vi ngưng tử vốn đang là tiểu thiếp, được thăng làm hầu phủ phu nhân. Vì thế, hầu gia cũng không được vui, còn nói thân phận hắn mẫn cảm, vốn không muốn nhúng tay chuyện này, nhưng dưới sự đau khổ cầu xin của Trầm Vân Khanh, rốt cuộc vẫn bị tấm lòng hiếu thảo của nàng đối với cha mẹ làm mềm lòng, cũng chuẩn bị bạc liên lạc với bạn bè trong chiều. Hai tháng nay, nàng ở hầu phủ bị người ta chê giễu khi dễ, làm nhục, đánh chửi, bất cứ một nha hoàn nào cũng có thể trà đạp nàng xuống vũng bùn, đến cuối cùng lại nhận được tin tức ngay cả mẫu thân cũng phải vào lao mục, bất chấp trên mặt bị đánh đến sưng phồng, nàng dãy dụa bươn bức về phía trước, các ma ma đột ngột buông tay ra, nàng té sấp xuống mặt đất, không ngừng dập dầu thành tiếng vang dội trong sân, một bên dập đầu một bên hô, phu nhân, van cầu ngài, cứu cha mẹ nô tỉ đi, bọn họ cũng gì dựng của ngài. Là tỷ 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 phu của nương ngài. Vì ngưng từ lẳng lặng thưởng thức dáng vẻ san xin của nàng, nhìn trên dung nhan tái nhợt vẫn xinh đẹp như cũ, bởi vì dùng sức dạp đầu lên đất mà trở nên xanh tím sướt ra, trong lòng vô cùng sảng khoái, trên mặt mang theo nụ cười tươi thập phần cao quý nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ đau thương, thở dài nói, trầm di nương, không phải ta không chịu ra tay cứu cha mẹ ngươi, chỉ là bọn họ từ ba ngày trước đã bị chặt đầu, trầm phủ cũng bị tịch thu, người đã chết, cho dù ta là hầu phủ phu nhân, cũng không có biện pháp giúp ngươi tìm trở về. Ba ngày trước đã bị chặt đầu, trầm phủ bị tịch thu. Trầm vân khanh mềm nhũn ngã trên đất, vừa rồi sức lực dập đầu đến chảy ra đã biến mất không còn ngồi bệt trên nền đất lạnh như băng. Cha mẹ đã chết, trầm phù bị tịch thu, về sau nàng không có thân nhân, không còn nhà mẹ đẻ, cô Linh Linh sống ở trên đời này, giống như một cô hồn dã quỷ. Nhưng mà, nàng ngừng đầu lên, nhìn vi ngưng tử, lệ nhiễm hai tròng mắt, lóe lên tia tối tăm, vậy sao ba ngày trước lúc ta đến cầu ngươi, ngươi lại bảo ta trở về chờ. Ánh mắt kia rõ ràng trong trèo, lãnh liệt giống như có thể đem lòng người nhìn thấu bởi vì ta muốn cho loại thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ cha mẹ song toàn như ngươi nếm thử cảm giác mất cha mẹ là như thế nào vì ngưng tử thấy còn cần phải ngụy trang nữa ánh mắt nhìn trầm vân khanh như hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi trầm vân khanh thần sắc cứng lại ngẩng đầu nhìn vi ngưng tử khuôn mặt luôn ôn nhu trò chuyện cùng nàng trong trí nhớ hình như trở nên xa lạ hẳn lên trầm ngâm một lúc lâu mở miệng nói là ngươi hãm hại cha mẹ. Vì ngưng tử cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu trầm vân khanh, gần từng tiếng, nói vô cùng rõ ràng, không ta thì là ai, phường nhuộm làm sao có thể có người tùy tiện đi vào được. Đem minh lệnh chỉ có thiên tử mới có thể sử dụng là càn khôn hoàng, thêm ở bên trong hơn nữa, nhà các ngươi cử phú nổi danh thiên hạ, bệ hạ, đã sớm muốn tịch thu nhà các ngươi ta chỉ cần động chút tay chân, đem chuyện diễn ra sớm hơn một chút mà thôi. Người không sợ hầu ra biết chuyện này sao? Trầm Vân Khanh hết sức ổn định thanh âm của mình, hai chồng mắt nhuốm màu cho tàn, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân hoa lệ trước mặt. Nàng biết, vì ngưng tử để ý hầu ra, tình nguyện làm tiểu thiếp, làm thiếp, làm muội muội phía dưới thiếp, cũng muốn gả cho hầu ra. Nghe vậy, vì ngưng tử che miệng nở nụ cười, khóe mắt đều là ý cười ánh mắt khi nhìn trầm vân khanh cất dấu thương hại thật sâu ngươi cũng không ngẫm lại nếu hầu ra thật sự để ý ngươi như vậy làm sao có thể cho ngươi từ chính thất biến thành tiểu thiếp chỉ là đứa con gái của một thương nhân lại là đứa con gái đã từng bị từ hôn muốn thất trinh hầu ra hắn vì sao lại thích một người như vậy biểu muội ngoan của ta ngươi thật sự không hề nghĩ đến vì sao năm đó hầu ra muốn cưới ngươi sao ngân lượng người sở hữu là bao nhiêu? toàn bộ đồ cưới của người có bao nhiêu? người rốt cuộc có biết hay không? chỉ cần dùng ngân lượng ném thôi cũng đủ để cửa thiên lao đánh vỡ. có số ngân lượng này, con đường quan lộ của hầu gia về sau khẳng định càng thêm thông thuận, không chừng có ngày còn có thể tấn chức là quốc công. tất cả những chuyện này đều là nhờ công lao của muội muội đó. người có biết mấy ngày nay vì sao hầu gia không ở trong phủ không? Bởi vì chàng đã mang binh đi tịch thu Trầm phủ, làm con rể của Trầm phủ, chàng biết rõ ràng từng ngóc ngách ẩn giấu vàng bạc, hoàn toàn không hề bỏ sót chút nào. Chỉ tiếc là, bệ hạ tịch thu nhà của ngươi, nói cách khác, đợi cho gì dựng chết, gia sản phú giáp thiên hạ của Trầm gia đều rơi vào trong tay của hầu gia. Mỗi một câu, liền giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim nàng, rút ra, rồi lại đâm vào, lại rút ra, rồi lại đâm vào đem trái tim của nàng đâm đến huyết nhục mơ hồ, ít hầu như bị bế tắc. Trầm Vân Khanh một chữ đều nói không được, sắc mặt từ trắng chuyển sang đen, rồi sau đó lại chuyển sang trắng. Trung Quy là nàng rất ngây thơ, nghĩ rằng đã gặp phu quân, đến cùng chẳng qua cũng chỉ là dẫn sói vào nhà mà thôi. Khó trách, từ khi hầu ra đáp ứng nàng đà thông các mối quan hệ, cứ cách hai ba ngày sẽ đến chỗ nàng lấy tiền đi, Tất cả tâm tư của nàng đều chỉ dồn vào việc làm sao để cứu cha mẹ mình, không ngờ rằng, nhiều vàng bạc như vậy cũng không thể đả thông con đường nào, ngay từ đầu đó đã là con đường chết. Nội tâm âm thầm cười lạnh, toàn thân Trầm Vân Khanh lộ ra một loại thê lương không nói nên lời, cái loại sắc thái của hoàng hôn sắp kết thúc này phảng phất ở trên người nàng đi thong thả một vòng tròn, làm cho thân hình gầy yếu run rẩy đến đáng thương. Giỏi cho một tỷ muội tình thâm như biển bên người thì thầm, thân mật nói chuyện với nhau, chẳng qua chỉ là một tuồng kịch. Giỏi cho một tướng công không phải khanh không cưới, ôn nhu săn sóc, quỳ ở cửa cầu thân, chẳng qua chỉ là vì lợi. Một người, hai người đều là ác quỷ đang đội lớp người, đem trầm gia nuốt sạch sẽ. Giỏi cho một trầm vân khanh không biết nhìn người, chính mi, chính mi đã đem trầm phủ đẩy đến hoàn cảnh này, uổng cho mi là con gái của trầm gia mi không xứng làm con gái trầm ra. Ánh mắt mang theo lệ khí thật sâu, trầm vân khanh chậm rãi mở miệng hỏi nói, vì sao lại hận ta? Người không phải thề tuyệt không làm thiếp sao, hiện tại quỳ gối ở nơi này, còn không phải tự cam làm thiếp, gọi ta một tiếng chủ mẫu sao? Vì ngưng tử cúi đầu nhìn, giống như đang nhìn một con kiến, đáy mắt lóe lên tia sáng, chỉ tiếc, hầu ra đã bảo ta nên xử lý ngươi trước khi chàng trở về nếu không, ta vẫn còn rất muốn nhìn xem ngươi quỷ gối trước mặt ta, cầu khẩn van xin ta giống như chó. Thả làm thê nhà nghèo, không làm thiếp hào môn. Trầm Vân Khanh dụ mắt xuống, lông mi run rẩy không khống chế được, cũng chỉ vì một câu này, làm cho một người có thể điên cuồng như thế, đem gì dựng ruột thịt của mình hãm hại phải vào lao mục. Phủ bị tịch thu, cả nhà bị chém. Từ nay về sau, Trầm Phủ một gia tộc tương đương tuyệt hậu. Không có hậu nhân, đã không có hậu nhân. Gần như trong nháy mắt, mặt nàng trầm như nước, chỉ còn lại một mảnh mịch, một đôi mắt long lanh trong suốt như đêm đen, tối đen như mực. Nói vậy các ngươi cũng sẽ không buông tha ta." Trầm Vân Khanh cười khổ nói, thở dài một tiếng, mặt trầm như nước, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. "Thôi. Chỉ là, biểu tỷ, ta có một chuyện muốn cầu ngươi, có thể mua cho cha mẹ ta hai cổ quan tài hạ táng hay không?" Vân Khanh tất có đền đáp hậu hỷ. Vì ngưng tử nghi hoặc nhìn trầm Vân Khanh, đồ cưới của nàng ta đã không còn, còn có cái gì để gọi là đền đáp hậu hỷ? Biểu tỷ có còn nhớ nương ta có một bộ trang sức bằng phỉ thúy không? Đó là gia truyền trí bảo bà ngoại ta, ta không đặt ở trong đồ cưới, mà đã giấu đến một chỗ. Trầm Vân Khanh nhẹ nhàng nói, trong mắt mang theo trở mong. Bộ trang sức đó, vì ngưng tử đương nhiên nhớ rõ, Nàng ta chỉ thấy Trầm Vân Khanh mang qua một lần ở yến hội, có thể nói là giá trị huynh quốc, phỉ thúy như thế cho dù là hoàng gia cũng khó nhìn thấy, không khỏi động tâm. "Biểu tỷ, người chỉ cần đáp ứng đem phụ mẫu ta mai táng đàng hoàng, chỗ giấu những trang sức đó, ta sẽ nói cho ngươi." Một cỗ quan tài mà thôi, cho một hạ nhân đi mua nhặt xác thì được rồi. Trầm Vân Khanh hiếu thuận, vì ngưng tử đương nhiên biết rất rõ một cỗ quan tài đổi một bộ trang sức bằng phỉ thúy hoàn toàn không cần phải tính toán thiệt hơn. à ta nở nụ cười. cho dù biểu muội không nói hậu sự của gì dựng ta cũng sẽ làm. tội gì nói khách sáo như vậy. bộ trang sức kia là đồ gia truyền. nếu để nó biến mất thì cũng quá đáng tiếc. biểu muội cứ đem chỗ giấu nói cho ta biết. ta sẽ đem nó cất kỹ. nhất định quý trọng. lào thao bất tuyệt nói một cách tràn đầy tình nghĩa đáng tiếc lại không thể che đậy được tâm tư dơ bẩn. Trầm Vân Khanh tả hữu nhìn quanh một chút, đè thấp thanh âm nói, biểu tỉ, ngươi dựa gần một chút, đừng để cho những người khác nghe thấy. Trong viện còn có vài nha hoàn cùng hạ nhân, vì ngưng tử cũng không nguyện ý các nàng nghe được, cẩn thận nghiêng người qua một chút. cúi đầu, nghiêng người đến gần hơn, Trầm Vân Khanh nhẹ giọng nói, biểu tỉ, ngươi phải nhớ kỹ, chỗ đó chính là rốt cuộc là ở đâu? Vì ngưng tử căn bản là không có nghe rõ ràng câu nói kế tiếp, nhíu mày hỏi. Người tới gần chút nữa, nói quá lớn sẽ làm những người khác nghe được. Ta không muốn đồ gia truyền này rơi vào trong tay người khác, dù gì biểu tỷ vẫn là cháu bên ngoài, cũng không tính là rơi vào tay người ngoài. Một câu, nói tương đương hữu lý, vì ngưng tử cũng hiểu được là như thế này, dù gì mình có dính quan hệ huyết thống, hơn nữa, có một câu cách ngôn, người sắp chết sẽ không nói dối vì thế ả à, ta đến gần rồi lại đến gần thêm một chút chỗ đó chính là thành âm vẫn là rất nhỏ vì ngưng tử không tự giác hướng trầm vân khanh càng ngày càng gần chiếc cổ mảnh khảnh dần lộ rõ trong đôi mắt phẫn nộ chỉ nghe trong viện phát ra một tiếng hét thảm vì ngưng tử mạnh mẽ nhảy về phía sau mắt to trợ trừng, món tay che ở cổ nơi đó có cắm một chiếc châm màu đen máu tươi không ngừng theo kẽ tay trào ra, như là nước sông vỡ đê, hoàn toàn không ngăn được. Một đám ma ma bên trong viện bị một màn đột nhiên này sợ tới mức nhảy dựng, không ai có thể nghĩ đến, phu nhân ngày thường dịu dàng tú lệ có thể làm ra hành vi kịch liệt như vậy. Trong viện trầm vân khanh tóc dài rối tung ở sau lưng, cây châm trên đầu dĩ nhiên đã biến mất, ánh mắt nhìn vi ngưng từ tràn đầy vẻ khát máu, ngửa đầu cười điên cuồng trong tiếng cười lộ ra vô tận thê lương cùng chua xót. Đánh cho ta, đánh chết tiện nhân này cho ta, theo máu sói mòn, sắc mặt trở nên tái nhợt, vi ngưng tử dùng chút hơi sức cuối cùng quát lớn. Loạn côn như mưa, ảo ạt rơi xuống trên người trầm vân khanh, giống như rơi xuống thân thể một con lợn chết, trên lưng da chóc thịt bong, bấy nhảy máu tươi hòa lẫn thịt, máu tươi không ngừng rơi trên mặt đất, chảy róc rách như dòng suối nhỏ khóe miệng có tơ máu chảy xuống, nàng vẫn hận quay đầu, nhìn về hướng chủ viện, đầu sỏ của tất cả những chuyện này, đến là nam nhân đó, nàng chỉ tiếc hận mình không thể tự tay dâm hắn, đến báo thủ cho cha mẹ. Nếu còn có kiếp sau, cho dù rơi vào 18 tầng địa ngục, nàng cũng sẽ không buông tha cho tên mặt người dạ thú này. chương 2, Tề ra từ hôn Vân Khanh chỉ cảm thấy bốn phía tối đen như mực, thân mình mơ màng từ từ bay lên thời khắc nàng tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là trứng lụa mỏng manh màu hồng cánh sen đang nhẹ nhàng đông đưa theo gió. Thế này là sao? Ai đã cứu nàng thoát khỏi hầu phủ? Nàng còn tưởng rằng mình đã chết rồi. Bả vai và lưng cũng không truyền đến cảm giác đau đớn như nàng nghĩ, thân mình lại còn phá lệ nhẹ nhàng. Điều này là không thể, nàng đã hôn mê trong bao lâu, ngay cả vết thương trên lưng cũng không còn. Vân Khanh chậm chạp ngồi dậy, một tay dựa vào giường, tay kia chạm vào một mảnh lụa tinh tế. cúi đầu nhìn xuống, thấy trên đệm giường màu đỏ nhạt là tơ lụa đặc biệt của giang nam trắng mịn như nước, mơ hồ cảm thấy thật quen thuộc. Ngước nhìn lên, bên cạnh chiếc giường điêu khắc từ gỗ hoa lê là túi hương thiêu hình hoa mẫu đơn, mà mùi hương hoa sơn chi từ túi hương này đang tỏa ra khắp phòng. Trong lòng run sợ, nàng nhớ rõ túi hương này là lúc nàng 12 tuổi, ngại huân hương trong phòng không có mùi hoa tự nhiên, Lưu Thúy đã nghĩ ra cách lấy hoa tươi phơi khô rồi cho vào túi. Nàng thực thích nên bảo Lưu Thúy để túi hương này ngay cạnh giường của mình. Nhìn xung quanh, cuối cùng thì nàng cũng nghĩ ra tại sao vừa rồi nhìn mọi thứ thật quen thuộc. Đây là trầm phủ ở Dương Châu, là khuê phòng quy nhạn các của nàng. Nàng nhất thời kích động đứng lên, đập vào mắt là đôi bàn tay trắng nõn thon dài, mười ngón tay nho nhỏ, tựa như từ ngọc chạm khắc mà thành, không có một chút vết sưng đỏ dạn nứt, đôi bàn tay mà chỉ có những tiểu thư khuê các sung sướng an nhàn mới dưỡng thành. Đôi mắt khẽ hấp hái, Vân Khanh không kể dưới chân chưa đi giày, chạy nhanh về phía bàn trang điểm. Gương thủy ngân sáng ngời, soi rõ khuôn mặt thiếu nữ, tóc đen tán loạn phía sau lưng, da thịt non mềm như mây, tỏa ra một cỗ khí chất tự nhiên, đôi mắt đẹp ướt át lộ ra vẻ đẹp ngây thơ, thân hình mảnh mai non nớt, trước ngực hơi hơi gồ lên đúng là thời điểm thiếu nữ dậy thì. Nàng ngẩn ngơ nhìn cô gái mềm mại như nụ hoa trong tấm gương, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve hai má, đây là khuôn mặt của nàng, là khuôn mặt của nàng năm nàng 13 tuổi. Một nha đầu mặc váy xanh nhạt giống như nha hoàn vén mảnh trúc bước đến, nhìn thấy Vân Khanh sắc mặt vui vẻ, tiểu thư, người đã tỉnh. Dứt lời quay ra ngoài phân phó một vài câu rồi lại bước vào. Vân Khanh ngước mắt lên nhìn, Nhất thời trên mặt ngơ ngẩn, nhìn thấy đôi mắt và cái miệng nhỏ nhắn và vẻ mặt vui mừng của Lưu Thúy. Lưu Thúy là nhất đẳng nha hoàn hồi môn của nàng, kiếp trước, vì cứu cha mẹ, nàng hạ mình làm thiếp, hại nhân bên người, kẻ thì bị vi tử ngưng hại chết, kẻ thì bị đem bán, kẻ thì bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Thúy sống chết đều muốn ở bên cạnh Vân Khanh, chỉ sợ sau khi nàng bị đánh chết, Lưu Thúy cũng không thoát được. Thấy Vân Khanh hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn mình, Lưu Thúy nhíu mày, đến bên cạnh nàng, "Tiểu thư, người nhanh đi giày vào, đừng để bị nhiễm lạnh." Theo nàng đến bên giường ngồi xuống, Vân Khanh nhìn Lưu Thúy đang ngồi xổm trước mặt mình, thành thạo giúp mình đi giày, thói quen lúc làm việc khóe miệng mím lại giống y như trong ký ức của nàng không có nửa phần lệch lạc. "Tiểu thư, người nhìn nô tỳ như vậy, chẳng nhẽ trên mặt nô tỳ có cái gì sao?" lưu thúy đứng lên nghi hoặc nhìn vân khanh đưa tay lau lau mặt mình vân khanh nhẹ nhàng lắc đầu cười nói không có ta chỉ cảm thấy hôm nay ngươi thật đặc biệt là sao ạ vô tỷ mỗi ngày đều giống nhau mà lưu thúy kỳ quái nhìn vân khanh tiểu thư thoạt nhìn không có gì khác biệt so với ngày hôm qua nhưng cảm giác so với trước kia thực sự là khác nhau quá lớn tiếng bước chân rồn rập từ ngoài sân truyền vào màn che lại được kéo lên, lộ ra khuôn mặt mềm mại trắng nõn, nàng vội vàng bước đến bên giường, cầm lấy bàn tay Vân Khanh hỏi, Vân Khanh, nói cho nương nghe, đầu con còn đau nữa không? Nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mặt lộ ra tia lo lắng, tha thiết nhìn nàng, đây là mẫu thân của nàng, tạ thị, đã 31 tuổi, nhưng nhờ cẩn thận chăm sóc, da thịt tựa như 27 tuổi. Lộ ra khí chất đặc trưng của con gái Giang Nam, xinh đẹp và thanh túng vóc dáng nàng đến bốn phần là giống mẫu thân, đặc biệt là làn da non mềm trắng mịn. Năm tháng trôi nhanh, kiếp trước như một giấc mộng, không nghĩ tới còn có thể gặp lại mẫu thân ở ngay trước mắt mình, nước mắt liền tràn lên trên hốc mắt. Vân Khanh, đừng khóc, có phải vẫn còn đau không? Tạ thị thấy nàng khóc, vội vàng xoa lấy chán nàng, xác nhận độ ấm trong tay không có gì khác thường mới yên tâm. Người thấy mùi hương quen thuộc trên người mẫu thân, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp. Vân Khanh rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng tạ thị, ôm lấy cổ bà, khóc nức nở. Nàng thật sự sống lại, chuyện của kiếp trước tan đi như mây khói. Nàng không còn là thiếp thất trầm di nương của hầu phủ, mà là dòng chính trưởng nữ trầm phủ trầm Vân Khanh. Bị hành động bất ngờ của nữ nhi, tạ thị có chút sững sờ, nữ nhi 13 tuổi đã rất lâu không có những cử chỉ thân mật như vậy với nàng ôm thân thể nho nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, tạ thị trong lòng cảm thấy mềm mại, một tay ở trên lưng Vân Khanh vỗ về, nhẹ nhàng nói, Vân Khanh đã nhiều ngày làm nương sợ hãi, đừng lo lắng, hôn sự với tể gia, bị họ nói hủy là hủy được sao? Tạ thị vừa dứt lời, Vân Khanh mới sửng sốt nhớ tới, ước chừng bây giờ là năm nàng 13 tuổi, đúng là thời điểm tể gia đến cửa từ hôn. Tề ra từ hôn, trong chớp nhoáng, đôi mắt vân khanh chợt nghiêm túc đáy mắt cất giấu sự lo lắng vô cùng chuyện này là bước ngoặt của sinh mệnh vân khanh tề gia liên tục đến phủ từ hôn không lý do phụ thân cùng mẫu thân đương nhiên không chấp nhận từ hôn là việc phá hỏng danh dự của nữ tử không thể uy hiếp đe dọa tề gia liền thay đổi biện pháp tìm mọi cách phá hủy danh dự của nàng biến trầm vân khanh thành nữ tử thất trinh người người phỉ nhổ rồi danh chính ngôn thuận từ hôn một năm sau việc này, tính cách Vân Khanh cũng dần dần thay đổi, từ một cô gái ngây thơ hoạt bát trở nên tự ti trầm mặc, không nguyện ý theo mẫu thân xuất môn, sợ hãi khi đối mặt với sự cười nhạo, vũ nhục, mắng chửi cùng đủ loại ánh mắt của mọi người. Cũng bởi vì vậy, phụ thân yêu thương nàng, sợ nàng trong phủ buồn chán, đưa hoa viên trong phủ sửa lại, tiêu tốn một khoản lớn ngân lượng từ bên ngoài mua về kỳ chân dị thao để nàng dài buồn. Khi tứ hoàng tử tuần tra Giang Nam vào ở tại Trầm Phủ, biết từ đường Trầm Phủ dùng một lượng lớn ngân lượng xây dựng, lại thấy trong vườn có 18 con rồng phun nước thành hồ. Tứ hoàng tử cười nói ngay cả trong hoàng cung cũng chưa gặp được cảnh vật như vậy. Khi đó phụ thân còn mười phần kiêu ngạo, nói cảnh vật đó vì muốn nàng giải buồn mà kiến tạo nên. Bây giờ nghĩ lại, từ lúc đó tứ hoàng tử đã nổi tâm tư, thứ hoàng gia không có thế nhưng một thương nhân lại có được cho đến lúc xảy ra biến cố Nam Bình, thái tử bị phế, tứ hoàng tử đăng cơ làm tân hoàng, trầm gia bị hại. Hồi tưởng lại mọi chuyện, trầm gia gặp chuyện đều xuất phát từ việc từ hôn này mà ra. Nàng lần này nhiễm bệnh, đúng là bởi vì nghe được tề gia từ hôn, nhất thời không chịu nổi liền đi vào hoa viên giải sầu, vì đêm tối mà rơi xuống hồ nước, bị cảm lạnh. Vân Khanh ngừng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tạ thị, cũng bởi vì tề ra từ hôn làm cho mẫu thân đổ bệnh về sau thân mình cũng không tốt đều dựa vào thuốc để dưỡng thân thể đời này có thể sống lại lần nữa nàng tuyệt đối không để trầm phủ và nàng dẫm lên vết xe đồ kia bất kể là ai chỉ cần làm phá hỏng hạnh phúc của trầm vân khanh nàng dù là trái ý trời nàng cũng không sợ hãi nàng khẽ mỉm cười cầm lấy tay tạ thị mở miệng nói nương tề ra từ hôn hay lùi hôn nữ nhi cũng không cần, chỉ cần được ở cùng với cha mẹ, cả đời không gà chồng cũng không sợ. Nói bậy, đúng là tiểu hài tử, sao lại nói như vậy, con nữ nhi nào cả đời không gà, con cũng không phải là gái lỡ thì. Tạ thị ngồi miệng mắng, nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ, nữ nhi của bà như vậy sao có thể không luyến tiếc. Đều là tề ra kia không biết phải trái, khuê nữ của mình mọi thứ đều đứng đầu tề gia lão thái gia chẳng qua chỉ là một thư sinh nhà nghèo lên kinh đi thi gặp trầm lão thái gia ra tương trợ hai vị lão nhân gia coi nhau là tri kỳ lại kết hạ con cháu hôn sự về sau tề lão thái gia thi đậu cử nhân được làm quan lớn hậu bối của tề gia liền có tính toán khác trương mắt trầm gia là phú gia thương hồ tuy nói từ thời thái tổ thống nhất thiên hạ địa vị thương nhân cũng không còn thấp kém như trước nhưng tư tưởng sĩ nông công thương vẫn tồn tại thâm căn cố đế trong lòng mọi người. Vân Khanh mỉm cười, nhìn tạ thị không nói gì, có chuyện của kiếp trước, nàng đối với việc hôn nhân đã không còn hy vọng gì khác, chỉ quan trọng nhất là cha mẹ và trầm phù có thể bình an tốt đẹp. Màn trúc được vén lên, một nha hoàn từ ngoài đi vào, đó là đại nha hoàn phỉ thúy trong viện của tạ thị, sau khi hành lễ với tạ thị cùng Vân Khanh, nhìn tạ thị đưa mắt rồi mới mở miệng nói phu nhân trong viện có hai đứa nha hoàn đang làm loạn hai đứa nha hoàn làm loạn cũng phải mời bà trở về tạ thị đầu tiên là sửng sốt quay đầu lại nhìn vân khanh đang ngồi ở đầu giường đôi mắt hiện lên một tia đen tối cầm lấy khăn tím xoa nhẹ khóe mắt vân khanh con cố gắng nghỉ ngơi ngày mai nương lại đến đây với con đứng lên lại nhìn lưu thúy nói chăm sóc tiểu thư cho tốt tiểu thư có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ trừng phạt các ngươi. Liêu Thúy vội vàng vâng giả, lúc này tạ thị mới xoay người rời đi, bên ngoài có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện khinh người quá đáng truyền đến. Vân Khanh rũ mắt xuống, lông mi dài che giấu tia sáng trong mắt, trong tâm cười lạnh, hai đứa tiểu nha đầu náo loạn như vậy cần tạ thị xử lý sao, bất quá là trước mặt nàng khó mà nói được, e rằng tề ra lại phái người đến đòi từ hôn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 3, mã phu nhân đến làm thuyết khách. Lưu Thúy đứng ở một bên, thấy sắc mặt Vân Khanh có chút lạ thường, nhịn không được nhẹ giọng, "Tiểu thư." Vân Khanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nét mặt bình thản, mỉm cười nói, "Lưu Thúy, em đi đến phòng bếp lấy cho ta hai cái đĩa điểm tâm lại đây, lấy điểm tâm mà Trương đại nương làm." Giả, dạ, Nô Tỳ cũng định hỏi tiểu thư có muốn ăn chút gì hay không. Lưu Thúy tính cách hoạt bát, nói chuyện lưu loát rõ ràng, làm việc cũng mau, xoay người liền đi về hướng phòng bếp. Bên trong viện của tạ thị, phỉ Thúy mang theo một phu nhân đi đến, tư sắc trung bình, dáng người nhỏ bé, mặc váy dài có đường viền đỏ thẫm đem thân mình bao gắt gao, trong tay cầm một chiến quạt phiến hình mỹ nhân, từng bước một đong đưa thong thả bước vào. Ngày xuân đến thiên hạ đều tươi đẹp hơn, trầm phu nhân, Làn da người thật non mềm giống như hoa đào. Người vừa đi vào đến, liền thân thiện mở miệng nói với Tạ thị, "Bà ta là thân thích ở xa của Tề gia, là một tiểu thiếp, hôm nay tới Tề gia chính là vì làm thuyết khách." Tạ thị thản nhiên, phân phó hổ phách bên người mang trà thơm tới, mới mở miệng nói, "Mã phu nhân đến, cũng không đưa bái thiếp trước, nếu không phải vừa vặn trong phủ có việc ta không đi ra ngoài." Hôm nay phu nhân không phải sẽ vô ích vất vả một chuyến rồi sao? Lời nói này làm trên mặt Mã phu nhân trắng nhợt, đây là cao giọng ám chỉ bà ta không biết quy tắc, nội tâm bất mãn hừ một tiếng, nhưng nhớ tới mục đích hôm nay đến, lại liếc mắt nhìn Tạ thị, cười nói, đây chính là vội vàng mà lại đúng lúc, phu nhân hôm nay ở phủ, vậy thì chứng minh là ông trời cố ý muốn cho việc này thành. Nha, xem ra Mã phu nhân là có chuyện muốn nói với ta rốt cuộc có chuyện tốt gì mà ngay cả ông trời cũng muốn thành toàn. Tạ thị cúi đầu suy nghĩ, vung vung nắp chén trà một chút, ngữ khí ôn hòa, lười liếc mắt xem mã phu nhân một cái. Mắt thấy không khí không được thân thiện, mã phu nhân vốn định đem không khí biến chuyển nóng một chút, rồi mới đem chuyện của tề gia nói ra, hiện tại cũng lười vòng vo, dù sao trước đó đã có người tới nói qua, nàng hôm nay chính là đến làm xấu mặt, mong chờ đến lúc đó tề ra có thể đối với mình thêm chiếu cố, bà ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói. Chuyện tề ra lần trước đã có người đề cập qua với trầm phu nhân, lúc này là đại tẩu thiếp muốn tỏ thành ý, cố ý để cho thiếp tới, tình nghĩa của hai nhà chúng ta lúc trước, tẩu ấy cũng nhớ rõ, nhưng lúc đó chính là những ông cụ ngồi cạnh nhau nên mở miệng nói chuyện vui đùa thôi. Chúng ta làm con cháu muốn quyết định chuyện gì thì cũng cần phải chú ý một chút, hiện nay mấy đứa trẻ nhà chúng ta cũng đã lớn sắp gả sắp cưới hết rồi không thể vì vài câu nói vui mà chỉ hoãn lẫn nhau thật không biết xấu hổ tới cửa không có chuyện gì tốt tạ thị nhướng cao mày nhìn mã phu nhân lạnh lùng cười nói mã phu nhân thật sự là khéo nói lúc trước lão thái gia hai phủ đã trao đổi tín vật cùng hôn thư rõ ràng bằng giấy trắng mực đen phía trên còn có con dấu của quan gia đến miệng của phu nhân thì là chuyện đùa của hai vị lão thái gia vậy trong mắt của mã phu nhân con dấu của quan phủ cũng chính là vui đùa sao vốn tưởng rằng thẩm gia là thương nhân dù thế nào cũng sẽ không cùng quan gia đối chọi không nghĩ tới sẽ có một phen như vậy nụ cười trên mặt mã phu nhân cứng ngắc việc đính hôn này bà ta đương nhiên biết bất quá là vì từ hôn nên cố nói thật dễ nghe thôi bất quá nếu hôm nay bà ta đã đến làm thuyết khách cũng đoán rằng sẽ có cảnh tượng như vậy, lại nở một nụ cười, đem hộp gấm mang theo bên mình lấy đặt lên bàn. Mắt cả thị thoáng nhăn lại, nhìn thoáng qua hộp kia, hỏi, đây là cái gì? Đại tẩu thiếp nói, năm đó tể lão gia là do có nhận chút ơn huệ của trầm lão thái gia, nên mới ngượng ngùng cự tuyệt đề nghị của thẩm gia. Việc này đại tẩu bọn họ vẫn đều nhớ, nay đã đến lúc phải tạ ơn, thật hy vọng hai nhà mặc dù hôn ước không còn, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Mở hở ra, bên trong vàng thỏi hai hàng ngay ngắn chỉnh tề, đem hòm đẩy về hướng tạ thị. Mã phu nhân cười, tề lão gia năm đó không phải thiếu thẩm ra hai mươi lượng bạc sao. Đại tẩu thiếp nói nhiều năm như vậy, công thêm lợi tức, bọn họ trả bấy nhiêu cho ngày hy vọng đã đủ. Hai mươi lượng bạc biến thành một trăm lượng vàng, chỉ sợ việc buôn bán cũng chưa kiếm lời nhiều như vậy, là người làm ăn, sao có thể không tiếp thu. Mã phu nhân mang theo tia khinh thường thầm nghĩ, ai biết trong phòng phanh một tiếng, khiến bà ta hoảng sợ. Tạ thị đem chén trà trong tay nện ở mặt bàn, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, hận không thể đem cây chén trong tay ném vào gương mặt ú núc nghích của mã phu nhân. Nhưng dù sao từ hôn cũng không tốt đối với thanh danh nữ nhi nhà mình, không phải lúc để trở mặt, cố nén giọng nói, vẫn là hy vọng mã phu nhân không cần đùa như vậy. Lão thái gia lúc trước ra tay giúp trợ cũng không phải vì số vàng hôm nay. Mắt thấy Tạ thị hiển nhiên là không tính cầm vàng ngoan ngoãn từ hôn, Mã phu nhân cũng không khách khí, phe phẩy quạt lụa, liếc mắt nhìn Tạ thị, đương nhiên, lúc trước lão thái gia không vì số vàng hôm nay, năm ấy là cho Tề gia lão thái gia mượn đi thi nơi thượng kinh, 20 lượng bạc đối với Thẩm gia lão thái gia mà nói, chính là như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới nhưng tề lão gia đậu tiến sĩ làm quan lại là người trọng nghĩa nhất định đối với lão thái gia thẩm gia vô cùng cảm kích lúc này ân nhân yêu cầu đính hôn mặc dù là không muốn nhưng cũng phải đáp ứng một câu nói này đã làm cho tạ thị tức giận đầu món tay đều rung lên khá lắm tề gia tề lão gia vừa chết bọn họ liền chờ mặt muốn từ hôn sắp mặt tái nhợt tạ thị run môi trách mắng một lời hứa hôn ước chỉ đáng giá một trăm lượng vàng chẳng lẽ tề gia cho rằng thẩm gia ta muốn bán nữ nhi sao? Chậc, trầm phu nhân, ngài xem lời nói của ngài kìa, người nào không biết thẩm gia là phú thương nổi danh nhất Giang Nam, một trăm lượng vàng với các người đương nhiên là không đặt ở đáy mắt. Trước kia người ta nói với thiếp thương nhân giỏi nhất là tính kế, thiếp còn không tin, hiện tại xem ra, rốt cuộc là đúng vậy, hai mươi lượng bạc đổi lấy quan hệ với nhà làm quan, đúng thật là một là vụ mua bán tốt thẩm gia không hổ danh thẩm gia, đưa ra chốt bạc muốn thu lại lãi to gấp trăm lần. Mã phu nhân thấy sắc mặt tạ thị, ý cười nơi đáy mắt càng đậm, không để ý sắc mặt tạ thị tức giận bắt đầu trắng bệch, phe phẩy cây quát tiếp tục nói. Chẳng qua, làm người không thì thể quá tham lam, thẩm gia dù gì cũng là thương nhân nổi danh nhất vùng, cũng phải hiểu chốt đạo lý, không thể trong mắt chỉ biết có lợi, có câu thi ân bất cầu báo. Mặc dù trước kia có ân huệ gì, áp chế người ta cưới một đứa con dâu có thân phận thấp kém đó là không đúng. Môn đăng hộ đối, đây chính là trăm ngàn năm qua lưu truyền tới nay, không thể tham cái không thuộc về bản thân, buông tay sớm, còn có thể tốt, đôi bên còn nhớ đến tình xưa, đừng đến lúc đó mất mặt. Còn tổn hại thanh danh khuê nữ, biến thành cam chịu hạn lưu, bị người đời chỉ trích. Mắt thấy trong lời nói là càng nói càng khó nghe, tạ thị cảm thấy tức thở, đầu ong ong nói đều nói không được. Một tiểu nha hoàn nâng dậy màn trúc trước cửa, Vân Khanh cười đi đến, ta nghe nói có khách quý tới, thì là mã phu nhân đến dạy nương ta làm người như thế nào, giọng điệu cũng lớn quá đi. chương 4, thân nhân là đáng sợ nhất. Mã phu nhân nghe vậy sừng sốt, Vân Khanh đến đây lúc nào, vừa rồi nàng nghe qua bao nhiêu, còn đang nghi hoặc phải mở miệng như thế nào. Liều Thúy đi phía sau Vân Khanh mang theo hộp đựng thức ăn theo tiến vào, phỉ thuy thấy tạ thị không được khỏe cũng chạy nhanh đến rót cho tạ thị chén nước trà nhuận khí vân khanh đi ra phía trước mười ngón tay nhỏ và dài chỉ vào hộp vàng trên bàn một đôi mắt phượng sáng như trăng cười nói một trăm lượng vàng thật là không ít người bình thường chỉ sợ là cũng chưa gặp qua nhiều vàng như vậy đâu vốn trong lòng mã phu nhân còn có chút không yên nhất thời nhẹ nhàng thở ra quạt lụa khẽ che thầm nghĩ thẩm phủ đại tiểu thư bộ dạng như tiên nữ, rốt cuộc vẫn là con gái của thương nhân, người dính đầy hơi tiền, nhìn đến tiền liền mất hồn, trên mặt cười nói, đúng vậy, cho dù là ta, cũng hiếm khi nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Phải không, hàng mi dày của Vân Khanh nhẹ nhàng giật giật, khóe môi sao động mở một tia châm chọc, ngẩng đầu lên thì trên mặt là nụ cười dịu dàng hòa khí, thì ra mã phu nhân là có ý này ở trong mắt tề đại nhân hôn thư chẳng qua chỉ đáng giá 100 lượng vàng, thể tùy ý mua bán khế thư, hôm nay Vân Khanh xem như được mở mang kiến thức, nói vậy về sau hôn thư trong thiên hạ chỉ cần cho giá, thì có thể tùy ý hủy bỏ, cái gì là lời mai mối, ước hẹn thề non, đều không có ý nghĩa, đơn giản chỉ cần. Lấy vàng bạc mà bàn, tin tưởng đến tháng 9 khi đề hình án sát ti đến đây kiểm duyệt, nhất định sẽ cấp cho tỷ đại nhân một phần công lớn lời này đầy ý châm chọc, mã phu nhân nghe được tâm can run cả lên, đại ung từ khi khai quốc tới nay, dưới sự thống trị của hai triều hoàng đế, đều do một quan viên đứng ra khảo hạch, tháng 3 tháng 9 hàng năm để hình án sát ti đem chiến tích cùng danh vọng của các cấp quan viên ở các tỉnh, phủ, châu, huyện là một cuộc khảo sát thống kê, trình lên triều đình, trên đó ghi chép đầy đủ công lao cùng tội trạng của các quan viên, quyết định chức vụ quả quan viên lên hay xuống. Quan viên đại ung không chỉ cần năng lực xuất chúng, còn cần phẩm đức tốt, nếu phẩm đức không tốt, cũng khó được trọng dụng. Thẩm tiểu thư thật sự là biết nói đùa, đề hình án sát ti nào có rảnh rỗi đề quả chuyện ra sự chứ? Nụ cười tươi trên mặt Mã phu nhân cứng đờ, miễn cưỡng phun ra một câu. Đề hình án sát ti có rảnh hay không rảnh, ta đương nhiên không biết, bất quá bọn họ cũng không nói đùa. Chiều nay mẹ ta còn có chuyện phải xử lý không thể tiếp bồi mã phu nhân. Vân Khanh mắt long lanh cười, xoay người ngồi trên ghế, nâng chung trà lên. Bưng trà, tiễn khách. Ngón tay gắt gao nắm chặt cán quạt, mã phu nhân nhìn ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, lộ ra vài phần khiếp người sắc bén của Vân Khanh, không hiểu sao đột nhiên có chút sợ hãi, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, dùng sức đong đưa cây quạt vài cái, quay đầu nhìn tạ thị, trầm phu nhân, hôm nay việc này ta cũng mệt mỏi, không thể chiêu đãi phu nhân, phỉ thúy, đưa mã phu nhân đi ra ngoài đi. tạ thị đã sớm muốn tiện khách, lúc này cũng không muốn nhìn đến khuôn mặt mã phu nhân một chút nào, kiên quyết xua tay với phỉ thúy. tốt lắm, vậy lần sau lại nói. mã phu nhân vui vẻ trả lời, đưa mắt nhìn mặt bàn, vừa đi ra cửa, tạ thị mở miệng gọi bà ta lại, chậm đã, vật này xin mã phu nhân cầm lại, thẩm ra ta mặc dù không phải nhà cao cửa rộng nhưng cũng biết thế nào là liêm sĩ, thẩm ra chưa từng làm sai cái gì, tề ra cũng đừng làm quá đáng. Dứt lời, đem hộp đẩy tới, phỉ thúy lập tức đưa trả cho mã phu nhân. Hừ, mắt thấy việc thuyết khách thất bại, gương mặt u nốc nít của mã phu nhân cũng kéo xuống dưới, hai gò má thịt run lên, cầm hộp lên cười lạnh, thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt, bây giờ còn cho các ngươi vài phần mặt mũi, đến lúc gây ra việc. Thì chưa nói không nề tình cảm đời trước khi thân ảnh mã phu nhân biến mất sau màn trúc tạ thị mới lấy lại hơi thở bình thường hồ phách vội vàng cầm cái đệm dựa đặt ở phía sau bà thế này mới thư thái một chút quay đầu nhìn vân khanh ngồi ở một bên cau mày nói sao con không ở trong phòng nghỉ ngơi chạy đến đây làm gì chuyện từ hôn bà biết là được rồi nay làm cho cả nữ nhi cũng nghe đến làm nương như bà trong lòng thật sự là khổ sở nương vân khanh đã khỏe rồi ở trong phòng mãi cũng chán vừa rồi ăn điểm tâm cảm thấy mùi vị không tệ cố ý mang cho nương thử xem liêu thúy đi lên phía trước đem hộp thức ăn sơn mạ vàng để trên bàn mở hộp ra đem mấy đĩa điểm tâm bên trong nhất nhất bày trên mặt bàn tạ thị liếc mắt một cái thật sự không dậy nổi hưng trí thở dài nói mới vừa rồi con ra mặt làm gì nương không phải đã nói việc hôn nhân này vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho tề ra lui sao con nói như vậy, không chừng mã phu nhân khi về đến tề gia sẽ thêm mắm thêm muối, đến lúc đó con làm sao vào cửa tề gia, bọn họ có thể ghi hận trong lòng, mượn cơ hội chèn ép con. Nương, người đừng lo cho nữ nhi, vừa rồi bà ta tổn hại và khinh bỉ thầm ra chúng ta như thế nào, cho dù hôm nay nữ nhi không ra mặt, khi gả đi khó trách sẽ có hái được trái ngọt. Vân Khanh quanh quẩn qua, ngồi bên cạnh tạ thị, nắm tay bà nói, bọn họ là hạ quyết tâm từ hôn chúng ta. Tạ thị làm sao không biết tâm tư tề ra, nếu không phải vì nữ nhi nhà mình, bà làm gì phải nén giận, nữ nhi bị từ hôn, cho dù là hai nhà tự nguyện từ hôn, trong mắt người khác, nhất định là nhà gái có chuyện không hay, nếu không, làm sao có thể đồng ý từ hôn. Bà thở dài, chậm rãi nói, bất tiện là cha con lại xuất môn buôn bán, nhất thời cũng không về được, bằng không để cho cha con đi nói chuyện với người tề gia rốt cuộc là sao lại thế này cho dù cha trở lại cũng giống nhau tề gia là coi trọng nhà khác vô luận như thế nào cũng muốn lui hôn sự này vân khanh thầm nói trong lòng đưa tay cầm một cái bánh đậu xanh đưa cho tạ thị nương người ăn một cái thử xem là triệu đại nương phòng bếp mới làm bỏ thêm mật hoa quế ở trong đầu mùi vị ăn vào thật sự đặc biệt nhìn thấy đáy mắt nữ nhi có một phần chờ đợi, lại nghĩ tới những lời mã phu nhân nói vừa rồi. Lòng nữ nhi nhất định là chịu khổ sở, tạ thị nhận lấy, cắn một cái, bánh vừa vào miệng, ngọt hương mềm mại, hương vị xác thực không sai, Vân Khanh thấy bà ăn, lại bưng trà cho bà. Tề ra ỉ vào mình là người làm quan, lấy thế khinh người. Tạ thị tiếp nhận trà, mày nhíu lại, suy tư đối sách, nhìn bánh đậu xanh trên bàn, đột nhiên vẻ mặt giãn ra đúng rồi nương thiếu chút nữa đã quên bác con ở dương châu cũng là danh môn vọng tộc ngày mai nương mang con đi nhờ nàng giúp con chủ trì công đảo xem thế nào nếu không phải nữ nhi cầm này bánh đậu xanh lại đây bà cũng không thể nghĩ ra triệu đại nương này chính là sau khi bà được gả đến đây đây bà biết nàng thích ăn điểm tâm cố ý đưa tới cô trong miệng tạ thị là muội muội ruột thịt của phụ thân tạ thị gả cho dương châu trường nhạc bá liễu lão thái gia tước vị trường nhạc bá vốn là huynh trưởng của liễu lão thái gia bởi vì huynh trưởng mất sớm dưới gối không con nên bệ hạ đem tước vị trường nhạc bá cho liễu lão thái gia nhưng đó là 5 năm, năm trước sau khi liễu thái gia tạ thế tước vị này đã bị thu hồi không có truyền cho người khác hiện tại con lớn nhất của liễu thái lão gia ở phủ nha nhâm đồng chi con thứ hai là chi huyện nữ nhi thứ ba gả cho thành vũ bá làm làm vợ ký. Ở Dương Châu có thế lực khá lớn. Vân Khanh cúi đầu, ánh mắt hạ xuống, như là đang nhìn hoa văn trên cầm tháp, khóe miệng gợi lên một chút ý cười trào phúng. Cũng bởi vì thế, nên tề Gia vì tiền đồ về sau, muốn nhanh chóng hủy hôn với thẩm gia, để kết giao cùng liễu gia. Nếu không phải kiếp trước sau này nàng mới biết được tề gia cưới là trường tôn nữ của liễu gia, Nàng làm sao có thể nghĩ đến, người ở phía sau đâm mình chính là bác cùng mở ruột của mình. Chương 5, một đôi cầu nam nữ. Sáng sớm, Vân Khanh liền rời giường rửa mặt chải đầu, mặc một thân tơ lụa sắc mây không lộ cánh tay, hạ thân là chiếc váy nguyệt hoa, chải tóc thành hai búi, hai bên gài châm hình cánh bướm như lay động, đến sân của Tạ thị, đi ra cửa ngồi trên xe ngựa hướng Liễu phủ đi. Đến Liễu phủ, Tạ thị cùng Vân Khanh vừa xuống xe ngựa, trên cửa đã có nô bộc ở phía trước dẫn đường, qua cửa chính, mời vào phòng khách. Vân Khanh vừa vào cửa, liền thấy liễu lão phu nhân một thân đỏ thẫm, váy dài xanh ngọc, trên cổ là một chuỗi ngọc chân châu, ngồi trên nguyễn tháp màu xanh nhạt, vừa thấy tạ thị cùng Vân Khanh, cười đứng lên, gọi, Văn Nương à, nhiều ngày không gặp ngươi, không nhớ cô cô sao. Vừa nghe lời này, hốc mắt tạ thị liền đã ươn ướt phụ mẫu đều mất. Ở Dương Châu cũng chỉ còn lại cô cô là người thân. Lúc này đi phía trước vài bước, nghênh đón giúp đỡ liễu lão phu nhân ngồi xuống. Hành lễ nói, làm phiền cô cô nhung nhớ, văn nương đã sớm muốn đến thăm, ngày hôm nay dỗi rảnh chạy nhanh đến đây. Biểu muội người cũng vậy, nghe nói ngươi muốn lại đây, lão thái thái cứ nhắc mãi, ngày hôm nay sáng sớm liền chờ ở đây, ngóng trông từ sáng giờ. Ngồi ở một bên đại phu nhân vội vàng hướng lên trên một bước, nhìn Vân Khanh đứng ở phía sau tạ thị, ánh mắt qua lại đánh giá vài lần, mới mở miệng nói, đây là Vân Khanh à, mới đó thôi mà đã lớn như vậy rồi. Ánh mắt của liễu lão phu nhân cũng đã rơi vào trên người Vân Khanh, nhìn nàng ngừng đầu, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ vẻ thoáng tươi cười, quay đầu nhìn tạ thị oán trách nói, ngươi xem ngươi đó, ngươi chỉ lo việc của người, cũng không cho Vân Khanh đến chơi nhiều với ta, nay nhìn đến ta. Có lẽ cảm thấy có chút lạ mắt rồi. Làm gì có, là nhìn đến cô cô rất cao hứng rồi. Tạ thị thấy nét mặt của Vân Khanh có chút khác thường, nghĩ rằng nàng còn đang suy nghĩ chuyện từ hôn, vội vàng gọi. "Vân Khanh, đến, đến đây thỉnh an bà cô nào?" Vân Khanh thế này mới ngước mắt lên, cười nhẹ nhàng hành lễ, "Vân Khanh thỉnh an bà cô." Liễu lão phu nhân nhìn tư thế hành lễ chuẩn mực của nàng, Nụ cười trên mặt càng hào phóng tự nhiên, khóe miệng cười không khỏi nhu hòa một chút, gật đầu nói, "Đến đây, đến đây, bà cô nhìn xem, thật sự xinh đẹp nha." Vân Khanh cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng, chỉ có chính nàng biết, bên trong đầy hận ý không ngừng tuôn trào, cố nén không cho người ta phát hiện. Kiếp trước, sau khi cha bị bỏ tù, nàng viết thư cho bà cô xin giúp đỡ, liên tục viết bảy lá, cõi lòng đầy hy vọng nhưng nhận được đáp lại là liễu phủ cùng thẩm phủ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ tuyệt không lui tới hết thảy nguyên nhân nàng biết sau khi nàng bị tề ra làm tổn hại thanh danh đại phu nhân liễu gia từng tới cửa nói cùng mẫu thân xem như thân thích nguyện ý nạp nàng làm quý thiếp của biểu ca kiêu ngạo cũng do lần đó vân khanh lỡ buông câu nói làm cho vi ngưng tử ghen ghét thà làm thê gia cảnh nghèo hèn không vì nhà cao cửa rộng mà làm thiếp lúc ấy đã bị đại phu nhân mắng thương nhân tiện nữ, không biết tốt xấu, liên tiếp chèn ép sinh ý thẩm ra, thanh danh càng ngày càng kém. Thẳng đến sau đó gặp gỡ vĩnh nghị hầu cầu thú vân khanh, liễu ra mới thu tay. Người trước mắt, người người đều cười vẻ mặt hiền lành hòa ái, không biết cất giấu phía dưới là lòng dạ hiểm độc, lời trong miệng bọn họ cùng trong lòng nghĩ, hoàn toàn bất đồng. Một phen hàn huyên, tạ thị liền mở miệng nói, Vân Khanh, con không phải vẫn nói muốn gặp mấy vị biểu muội sao? Biết đây là nương muốn cùng với bà cô nói chuyện tề ra, đem mình đuổi đi, Vân Khanh đứng dậy, theo đại nha hoàn bên người liễu lão phu là bạch quả đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có đại phu nhân cùng liễu lão phu nhân, tạ thị thế này mới mở miệng nói, cô cô, người phải giúp văn nương. Vân Khanh ra phòng khách, bạch quả mang nàng ra sau viện, đến hoa viên, Vân Khanh nghỉ chân nói, vất vả bạch quả tỉ tỉ, nơi này hoa sơn trà vừa nở, ta muốn ở trong này thường ngoạn. Trong vườn xác thực có không ít hoa sơn trà nở rộ, rực rỡ ngát hương, bạch quả thấy đây là hậu viện, cũng không lo lắng, cười nói, vậy biểu tiểu thư cứ ở đây ngắm hoa, nô tì còn có chút việc, lát nữa sẽ đến tìm biểu tiểu thư. Lúc này là giữa xuân, hoa sơn trà phương Nam diễm lệ nhất là vào hai mùa xuân thu lá xanh mà sáng bóng, hoa diễm lệ rực rỡ, nhiều gia đình phú quý đều thích gieo trồng, Vân Khanh vừa đi vừa nhìn, xem màu sắc và hoa văn nở rộ tầng tầng lớp lớp, giống như váy dài xinh đẹp, giống như thời đẹp nhất của thiếu nữ. Kiếp trước, nàng mới 21 tuổi, giống như xuân đến hoa sơn trà vừa mới nở rộ, đã phải chết oan, kiếp này lại được trọng sinh, trong lòng cảm thụ hoàn toàn bất đồng cố tình suy nghĩ làm sao cùng biểu tỷ biểu muội hàn huyên khách sao. Đúng lúc này, đằng trước tựa hồ nghe tiếng bước chân, nàng cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy không thể để cho người tới thấy nàng, không tự chủ được bước đến một chỗ chừng chân phía sau núi giả thì đứng lại, xuyên thấu qua một lỗ đá như quả trứng nhìn ra phía trước. Khi Vân Khanh xuyên thấu qua thạch động nhìn đến loáng thoáng bóng người phía trước, không khỏi thầm giật mình, người này làm sao có thể tiến vào hậu viện liễu ra người mà nàng nhìn thấy chính là trường tử của tề gia, vị hôn phu hiện tại của vân khanh tề thủ tín đối với người này nàng ấn tượng không sâu lắm, chỉ nhớ rõ kiếp trước hắn cưới trường tôn nữ của liễu gia là liễu dịch thanh, cái khác cũng không có tâm tư để ý đến. Lúc này hắn một thân nam tử, không hay dẫn dắt liền lớn lối như vậy xông vào hậu viện, là muốn làm cái gì? Vân khanh không khỏi cảnh giác lên, tiếp theo lại một thân ảnh lọt vào tầm mắt nàng. Nếu như ban đầu có lẽ Vân Khanh còn không biết, thì giờ đây khi nhìn thấy đại biểu tỷ liễu dịch thanh, nàng cũng minh bạch rồi. Chẳng đó, sao còn dám xông tới, liễu dịch thanh nắm chặt khăn trong tay, bất an nhìn chung quanh, sợ có người sẽ đến gần nơi này. Tề thủ tín nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của liễu dịch thanh, nàng sợ cái gì, nếu không phải mẫu thân nàng cho phép, ta làm sao có thể đi vào hậu viện nghe được là đại phu nhân cho phép, liễu dịch thanh nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt long lanh liếc nhìn tề thủ tín, ngắt giọng, người ta rốt cuộc vẫn là cô nương gia chưa lấy chồng, cùng chàng gặp mặt như vậy, để cho người ta nhìn thấy, tóm lại là không tốt. Cái gì cô nương gia, nàng đã là người của ta, chẳng lẽ còn chỗ muốn nam nhân khác sao? Tề thủ tín bắt lấy tay liễu dịch thanh đặt ở bên miệng, cánh tay chụp tới, đem liễu dịch thanh ôm vào trong ngực, bàn tay bắt đầu giờ trò xấu xa du động, bảo bối của ta, chẳng lẽ nàng không biết, mấy ngày nay ta nhớ nàng muốn chết rồi. Dựa vào trong ngực nam nhân đang nóng lên, toàn thân liễu dịch thanh như nhũn ra, nửa thật nửa giả phụ giúp, hôn sự với thẩm gia chừng nào thì lui thế, thiếp có thể chờ, nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể chờ. Sau núi giả, Vân Khanh chỉ cảm thấy cả đầu đều là ong ong chỉ nghe được mỗi một câu cuối cùng kia của liễu dịch thanh đứa nhỏ trong bụng không thể chờ, thì ra, kiếp trước tề ra không từ thủ đoạn hủy hoại thanh danh nàng. Nguyên nhân muốn lập tức từ hôn không đơn giản là nịnh bợ liễu ra, mà là vì liễu dịch thanh đã sớm cùng tề thủ tín có cầu thả, châu thai ám kết, mà nàng vô tội biến thành vật hy sinh, dùng để bảo toàn mặt mũi gia đình hai người bọn họ. Ngón tay gắt gao nắm thành quyền, ngay cả móng tay đâm vào trong thịt mà nàng cũng không hề phát hiện. Toàn thân Vân Khanh lúc lạnh, lúc nóng, hận không thể hiện tại liền lao ra, đem chuyện tình đôi cầu nam nữ này tố giác ra, đem đôi cầu nam nữ hủy hạnh phúc cả đời nàng ra bóp chết tươi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.